Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Thì vừa hôm qua nên đặt bẫy chuột á, lại đám cỏ nè, đám cỏ đó kìa. Đám cỏ chỗ nên đại cắm cờ nằm. Đám cỏ hôm bữa nên bị mắc bẫy á. Vậy nên đặt lại. Có hên xui còn mắc nữa không? Thì ngày mới nên cũng không quên chúc ông bà cô chú anh chị em mình có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào ha, và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây một con đầu tiên xả nên lên đặt lại vòng vòng đây nè, tại cũng hết chỗ đặt rồi cô chú anh chị. Như đặt móc lại thôi mấy cái điểm này kệ đó một cái kìa. Lúc bơm nước dịch đó, bơm nước dịch rồi ngập rồi xong rồi giờ rút nước nè, nhiều khi chuột nó ra đặt mót lại dính nè, dính nè, qua đường mòn đây chạy im quá mà chứ quất ra. Đó dính hay gì đó chú con hả? Đường mòn chạy cũng im quá, không có, nó có đường chạy lên lắng bóng luôn. Chuột con luôn. Xui rồi lụm ơi. Chuột con là con chuột con. Chết quật. Cái này cũng chết luôn. Đường chạy lắng bóng luôn. Mà không có. Giờ này mới 5 giờ mấy rồi chú anh chị. Trời cũng mờ mờ rồi. À. Mới mờ mờ trời. À. Ôi đừng mòn chạy gì mà đặt không có ra. Chạy bóng ngờ luôn. Đây một bé nữa. Chuột con không ý. Cái này chưa quét, đường chạy bóng ngờ luôn, không có, chạy bóng ngờ thẳng băng luôn, không có con gì. Kìa đó dính con kìa. Nước lội ấm. Nó bơm nước dịch nè. Chuột ra cắn cỏ. Nó chạy vô đây. Chạy sẹt vô đó. Sẹt đây, sẹt xuống cái gập hay gì. Không biết phải con này không. Hay là con khác. Rồi dính hai chuột con luôn. Đường mòn đó hôm qua nên không thấy. Ủa mấy đường mòn này im quá chắc quất. Im không dính. Hết chuột rồi. Thấy cái dấu chạy bóng. Nhốt chạy quá mướt. Chạy quá mướt mà chứ quất. Như qua có đặt nắng ra, như nhớ đặt đâu nắng cái gì thì cái dừa hả? Ừ, đó là cái dừa đó đó. Qua nhớ có đặt một cái mà, cái hai cái gì đó. Quá không có chuyện gì, không dính. Đúng không? Cái này chú quất luôn.
đường chạy quá im mà, đường chạy thấy bóng ngờ mà không biết. Một bé mừng hết sức, dính bé nào mừng bé đó. Để em thôi gặp không không. Con chú quá luôn hả? Cờ đâu đó đó đó. Cái này cũng chết luôn. Đường chạy bóng ngờ. Đường sẽ chạy, đường chạy bóng ngờ mà đặt không dính của chú anh chị nên không hiểu luôn. Đường chạy bóng ngờ cắn cỏ rồi kìa mà đặt không có bó tay. Có ai đặt trước rồi đâu thấy ai đặt đâu. Giờ con cỏ đặt không có, không dính, thua thiệt. Giờ con cỏ mới chát luôn. Cái này dính không? Ủa cái này sập mà không dính. Thua nè, để đường con mừng hết sức mừng luôn, đường con bự cờ đấy à con. Hên quá, hên xa xa được không, này kiếm 2 ký không biết được không. Hy vọng đám cỏ, hy vọng vô đám cỏ sẽ dính im im chút. Bữa hôm dính im thì bị người ta lụm. Gặp bữa con ra bỏ. Bỏ đi. Chết quá không. Đang gặp không không. Không dính giống gì chứ. Đặt chuột biết nản luôn. Đó nên thấy dính một con thôi. Một con mà một con chuột nhỏ. Chuột lý tí không. Lóc cốc len can. Ở đây con chuột con nữa. Giờ chuột con ra hang à. Gì vô chuột con không à? Nãy giờ dính mấy con mà là chuột con không. Giờ người ta thả dịch ra kìa. Ta lùi dịch ra đồng à. Lỗi biết, biết mỗi giờ đó dính con bự rồi. Mừng quá mừng. Mừng hết lớn. Ồ đó dính gắn ra. Dính gắn nước của chú anh chị. Dính gắn nước. Nó không giữ. Để nên thả nó ra, nó không giữ, nó táp nó nè. Nó không giữ quá chừng rồi. Để nên thả nó. Sáng dịch lại đồng. Bài này chắc nên... bài kia kìa mấy nhiều, bài này chắc nên nghĩ chắc cũng 2000 hàng mấy quá. Bài này. Có bài kia, bài kia mới nhiều. Vì vô tới đám cỏ này.
Nấm cỏ này thường mỗi năm chuột dữ lắm của chú anh chị. Nó bơm nước dịch á, cái nó tạt vô trong đám cỏ này nè, cái đầu khô khô cái nó ra dữ lắm luôn. Bữa hổm dính im mà bị mắc, bữa nay nó đặt lại không biết sao. Mà năm nay chuột cũng yếu, mỗi năm mà bơm nước dịch này là chuột nó gom vô đám cỏ này dữ lắm luôn, có khi đã chạy sệt đường. Rồi, thấy chiếc quớt không? Bữa dính im á thì bị bọn ác. Còn bữa không dính im thì không sao. Đường mòn im ghê nè. Đường mòn gì nè. Đây còn có dấu vò chuột chạy luôn kìa. Mình sẽ nên đặt cái bẫy đây không dính. Nó chạy nào hay quá hay. Nhiều khi nhát nó né bẫy luôn. Đường mòn thấy dấu chuột còn chạy ướt nữa hay gì nè. Vậy đây nè, mình thắng cái bẫy chồng cũng không dính luôn. Ồ, chứ quá không của chú anh chị. Rồi. Tiêu rồi. Chuột tiêu rồi. Cái này chắc nghĩ đặt chuột luôn rồi. Nghĩ đặt chuột luôn là vừa rồi. Đặt cực mà không có được nhiều vậy của chú anh chị. Hết chuột rồi. Rồi. Kẹt răng đó. Không có chuột rồi. Đây không có mà còn xỉu nữa. Muốn xỉu à? Nhúng nước. Cho nó miếng nước. Nhúng miếng nước nó cho tỉnh lại. Nó tôi kẹt răng. Đã không có chuột mà còn xỉu nữa. Nó ít xịt rồi của chuyến kia. Chuột con không. Tàn gặp không nhiều gặp dính. Con cũng nhiều nữa. Nó với còn con nữa đó. Dưới đó còn con hay gì đó. Không phải. Rồi hết thầy. Gặp không yeah. Được có nhiêu rồi. Cái máy chuột. Xong lỗ rồi. Lỗ xong xà bông luôn. Chuột cơm. Giờ mình đổ chuột bự vô đây đi. Chuột bự mình đổ ngăn nhỏ. Chuột nhỏ mình đổ ngăn bự. Người đường gần quách đếm. Trời ơi, được chừng ký chuột lớn. Thua. Chừng ký chuột lớn của chúng chị. Không có chuột. Này ăn lễ với món cá lóc nướng của chú anh chị. Lễ với cái lóc, món cá lóc nướng ha. Thì giờ này cũng chiều rồi, dịch người ta cũng lùa dễ dàng này. Cô Trường đi lượm hụt dịch tới đâu rồi? Đi tốt ngoài kia. Tốt ngoài kia hả? Kia luôn rồi. Đi săn chiến dịch rồi hả? À, cũng chiều rồi. Có hai vợ chồng đồng nghiệp vô cá lóc nướng ăn lễ của chú anh chị. Ăn lễ 30 tháng 4 qua đi. À. Món cá lóc nướng là cứng khừ luôn. À, không có gom á, phải có không có gom chứ phải có gom là nên nướng gom á, nướng gom ngon. Nướng gom là cứng khừ luôn á. Nó vàng. Nó nướng gom là cứng khừ luôn. Vàng nè. Mới đây vàng hả, vàng một bên nè. Nó lăn lăn quá. Chơi nguyên cục này lên đó luôn hả? Nguyên cục đá. Sao được? Sao được? Dặn không được đâu, đại cá lóc quay mà. Vậy là mình phải ngồi vậy. Lấy ra đi. Đó, vậy đó. Vậy đó, chịu cái cây không à? Vậy mắt quay hoài vậy đó hả?
nó đó. Tại con cá này nó quay á, hiểu không? Chứ không phải là tại nó để đỡ gì đi. Mới là dạng bên này đó, thấy không? Chín rồi đó. Chín bên này đó. Chín quá đó, chín. Chín bên này đó. Đó này mau một cây. Nãy không để gần gần trên cái đầu nè. Được rồi. Đi đi từ từ, nóng dữ lắm đó, đừng giỡn. Ừ, thấy gì đó, đó nóng ghê lắm. Ngay cái đầu đó, nó con thua cái chỗ này đó. Ừ, con thua chỗ đó. Rồi đi nướng rồi mình trở qua trở lại nữa mà. Tại đâu dám để xác đâu. Để xác nó màu khác lắm. À. Hơn cá nó mới ngon. Để câu cao gì á cho nó vàng nó bung nè, không? Này nó bung này mà chịu lột dãy cái luôn á. Thiện hơn là nãy cho nó bung dãy ra. À. Chắc đi kiếm đồng. Chín rụi luôn. Vàng cháy luôn, thấy không? Rồi đem vô. Không chín mới sợ lấy cái đồ chở chuột của tôi nóng hay bà luôn. Đó, về vô cô chú anh chị à. Lấy đèn lên thắp vô, giờ này tối nướng cá cái chặn dạng luôn à. Nướng cá cái chặn dạng luôn. Đó. Lấy cái bóng đèn qua đây nè. Ghim được mà. Còn được mà. Ghim thử rồi. Mà cái bóng đèn đó như bị gì nhớ rồi đó. Ê, lấy cái dao của anh chờ. Cái mũi dao nãy. Cái cam à. Hết bình hả? Ừ. Mình mới đem vô nè. Vô mới này hết. Bình, cái bình đó chắc muốn hư hay gì rồi, nó không cầm rồi. Mới đây mà muốn hết bình rồi. Đâu rồi bà? Sạc đủ điện không? Cái dao nhỏ. Hấp dẫn rồi chú anh chị. Để thành biết bao lâu rồi tao mới rút xuống vô không mau. Chín rồi hả? Cái sao chỗ này còn nặng dữ ta? Chừng chưa chín đó. Chín rồi. Thôi chín đó. Cá một ống bún luôn. Cá nuôi mỡ không ha? Mập u nù. Cái đồng làm gì được cái lớn vậy? Cái lồng hiếm lắm. Đó, mắm có mít luôn nha. Gào, dì leo, bún. Quá nực rồi. Không xẻ bên kia ra luôn. Nè, tôi nghĩ là ta cầm để nóng. Hết lắm rồi. Hết nóng luôn. Làm gì rung thiếu rượu hả? Thiếu rượu hay gì mà rung dữ vậy? Để xương cho nó ngon đừng lấy ra. Không, chính rồi. Chứ bà biết sao cứng không? Bà ghim ngay cái đầu mấy cái đầu xương kêu nhỏ không, không cứng. Cái này ai mà nó bụng như vậy cái này chắc thèm lắm ta. Được rồi. Ăn bún đi. Thơm chưa? À, nên mời ông bà con chú anh chị dùng với anh em lên ha. Cá lóc cuốn bánh tráng không có rượu. Ăn không mà cô chú kìa, ăn lễ. Cái chú chị ăn dùng bún cuốn bánh tráng với cá lóc. Cuốn rồi. Nè. Thôi im quá ta. Im quá. Ban ngày thì gió hụ vậy. Ban đêm thì đi đúng ra nè rồi còn hơn nướng miếng ăn cho thằng nhỏ ăn. Ban ngày gió hụ ban đêm cũng gió. Đêm không có miếng gió nữa. Mình lớn rồi mình tự lừa con. Tập lần đi con. Uống lâu quá là nó bị ngủ gệt hết rồi. Được bánh trắng khô quá. Bánh trắng khô này cái gì? Cái này trắng nước không? Bánh trắng nước không? Bánh trắng khô không? Ta. Mời cô chú anh chị nha. Khô quá thì nó không ngon mà. Ở cái nhà đừng bánh tráng.
Còn bắt trắng nước thêm, người thì quấn thêm. Không phải nãy ổng quấn cả nhà, ổng quấn trắng. Mời ba mẹ. Mình ngu. Hết cục hết lượng trắng à. Xúc qua. Hết chỗ. Ăn ăn cá mạnh mạnh chứ cá. Cá bự lắm luôn. Cá mà chứ. Cái dữ. Với không có cái bự rồi. Không tiếc á. Đám ai cần luôn ăn cá này. Nhớ này. Ở cái hai chồng cá ba sáu mươi trăm gram mà sao không hết bữa trong ở nhà gì ăn không ngon vô đồng ăn gì ngon thịt không có dài có bự mua thịt dai ngon nhớ rồi bữa đẹp mà mốt lúc cơm á là muối với chào mẹ con mày trở ra ngồi trên dọc kiếm chỗ ăn ngon. Cái trời, cái bố là sợ đói bởi vì mới ăn ngon. Làm gì được lắm. Hôm mốt ta bới cơm như ta chở đem vô đồng ta ăn. Tới giờ. Tới giờ cơm á ta chở. Ăn quá làm gì đó. Thôi vậy ăn với chào thôi. Trời ơi, nó đâu nghỉ. Dính đài. Nói gì chứ làm gì thấy ngon á. Ăn được. Làm ăn được chứ. Cái gì chứ bà ăn bạn không ăn có người hay người không không vui hai cái hai chồng cho ăn bụng thiếu à ơi đông người ừ đầu làm được các bạn nó không bể cỡ rồi ta kêu ta nhập đâu cho không chịu bún quá trời bún. Cục luôn. Thêm đậm. Mới cắn thì nói. Như cục bún bằng tiêu. Ngồi có thầy lầy với chàng. Có kiên cảnh chắc mà sắp mưa quá. Bài không gài đó. Bữa trước cũng có bài rồi nó theo mưa đó. Nó cũng là mưa rồi. Đúng rồi, hết cái cũng mưa bữa sáng. Mưa không nổi quá hằng con đâm mưa bắt ếch đã có mũi rồi đó có mũi rồi giờ còn đầm cuối rồi có mưa rồi bắt ếch đã có hôm nay thôi. Đồng này trụ được nhiêu ngày nữa? Mười mốt hết nè. Hai bữa nè, hai bữa nó bơm nước tới à. Bơm nước nó đặt mờ ngày mơ, nó không biết mười mốt đặt đâu chứ không lo. Mình dòng nó đi, lại làm bẫy đi. Rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng. Nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video dễ. Bye bye, bye.